Nhiều người cho rằng không nơi nào trên đất nước Việt Nam ngắm hoàng hôn đẹp bằng những bãi biển tuyệt vời ở Kiên Giang. Nằm ở cực Tây Tây Nam Tổ quốc, bên bờ vịnh Thái Lan, cách thành phố Hồ Chí Minh gần một ngày đường, Kiên Giang là tỉnh vùng sâu vùng xa nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình phần đất liền Kiên Giang bằng phẳng ở phía đông, cao dần về phía tây, tạo nên những ngọn núi cao vút nối liền với dãy núi Pô Cô huyền thoại của Vương quốc Campuchia. Kiên Giang là nơi hội tụ hữu tình của thiên nhiên, rừng tràm bạt ngàn, đồng rộng bao la, núi non hùng vĩ và biển trời bao la, đủ làm say lòng du khách dù khó tánh đến đâu. Đặc biệt, vùng biển Hà Tiên như là một Hạ Long của đất phương Nam, với nhiều vẻ đẹp còn thô ráp, hoang sơ đến lạ kỳ. Không chỉ có sơn thủy hữu tình làm say lòng tao nhân một thời, mà du khách dù chỉ một lần đến cũng sẽ nao lòng trước cảnh sắc thiên nhiên đa sắc đa tầng và chiêm nghiệm những huyền tích gắn liền với lịch sử khẩn quan lập nghiệp của các bậc tiền hiền. UNESCO đã công nhận Kiên Giang là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất trong số 5 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam với diện tích trên 1,1 triệu hecta. Tiềm năng kinh tế Kiên Giang phong phú với nhiều thế mạnh độc đáo, nhưng hầu hết còn ở dạng tiềm năng hoặc khai thác nhỏ lẻ, chưa tạo được thế mạnh tổng hòa làm bật dậy một cơ cấu kinh tế mới. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính. Dân số Kiên Giang có gần 1,8 triệu người, đứng hàng thứ 16 trên 61 tỉnh thành của cả nước và đứng hàng thứ 5 trên 12 tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long. Dân cư phân bố rải rác trên một địa bàn phức tạp, họ quần quật mưu sinh đủ các ngành nghề, từ phá sơn lâm đến đâm hà bá. Trên rừng, dưới ruộng, trong hầm mỏ hay tận đáy biển sâu, nơi nào cũng in bước chân và thấm đẫm mồ hôi của người dân lao động. Việc phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa còn nhiều cách biệt với những đô thị lớn. Nghèo khó, thất học và nhất là bệnh tật luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng những người dân nghèo. Hơn 35 năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Kiên Giang đã không ngừng đầu tư cho y tế và giáo dục, đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống người dân đã được thực hiện. Đồng thời, đảng bộ và chính quyền địa phương cũng vận động nhiều tổ chức xã hội cùng nhập cuộc, cùng chung tay giúp người dân khai thác thế mạnh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ những tiềm năng kinh tế có sẵn của địa phương. Các hoạt động từ thiện cũng được đẩy mạnh. Nhiều doanh nghiệp, các tổ chức xã hội từ thiện trong và ngoài nước đã đến thăm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và xây dựng nhiều công trình y tế, vệ sinh thiết thực giúp cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Nằm đối diện với đền thờ người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang khiêm tốn giữa sự bộn bề của một bến cảng thuộc phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá. Thành lập từ cuối năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 2004, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang là nơi tập hợp những tấm lòng nhân ái, là chiếc cầu kết nối ngàn trái tim, vạn tấm lòng, cùng chung tay nâng bước cho những mảnh đời khó khăn, hoạn nạn. Trước đây, tôi đã nghe nói nhiều về những hoạt động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến, chúng tôi hết sức bất ngờ trước quy mô hoạt động và cả về sự trân trọng công sức đóng góp của các nhà hảo tâm. Từ những tập đoàn kinh tế có tầm cỡ quốc gia hay những doanh nhân nổi tiếng, các tổ chức từ thiện xã hội trong và ngoài nước được ghi danh trên bảng vàng và cả những đóng góp của những cá nhân dù ít hay nhiều đều được trân trọng ghi nhận. Bất ngờ hơn với chúng tôi khi đến thăm phòng khám bệnh miễn phí cho người nghèo của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang tại số 79B đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá. Bà con mình ở xa quá mà đến đây lần đầu mà không có đơn thì phòng khám ở đây nó vẫn chấp nhận để cho bà con được khám, cô bác được khám bệnh, cô bác thuốc. Rồi sau này thì cô bác với bà con đó là viết một cái đơn để ấp chứng. Phòng khám bệnh được chính thức hoạt động vào giữa năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Bác Hồ. Phòng khám hoạt động 5 ngày một tuần, số lượt bệnh nhân đến khám bệnh ngày một đông, có ngày lên đến hơn 200 người. Có bệnh nhân đến một vài lần, nhưng có những bệnh nhân đến thường xuyên do bệnh mãn tính. Thủ tục khám chữa bệnh rất đơn giản, chỉ cần giấy xác nhận của địa phương hoặc sổ hộ nghèo, những trường hợp khó khăn còn được trợ giúp tiền tàu xe, ăn ở. Những người dân phương xa lỡ bước trên đường mưu sinh cũng được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Chị Tám không? Dạ. Rồi sáng chị triệu viên ngày 2 lần. Dạ. Con hướng dẫn trên đây rồi ha. Dạ. Sáng một viên, chiều một viên, cái nào con để sáng chị uống ngày 2 lần. Dạ. Mà cái nào con đi sáng uống sáng nha. Dạ. Nhớ ăn cơm no, uống thuốc hay con. Dạ, dạ, cảm ơn. Điều đáng nói, không những tất cả các khâu từ khám bệnh và điều trị được miễn phí, mà những người làm ở đây, từ y bác sĩ cho đến nhân viên, hộ lý đều tự nguyện. Họ là ai? Tất cả hơn 20 bác sĩ, cán bộ y tế đang làm việc ở các bệnh viện trong tỉnh và hầu hết đều có phòng khám ngoài giờ. Nhưng họ đến đây với tấm lòng thiện nguyện, cùng góp công góp sức với hội trợ giúp cho người nghèo khó. Tôi được nghỉ hưu thì cảm giác mình còn có sức khỏe nên xin vào hội bảo trợ để cùng với các anh chị em ở đâu trong hội đó trực tiếp phục vụ những bệnh nhân nghèo. Bác sĩ Dương Phước Đồng đã tâm sự một điều mà chúng tôi yêu cầu ghi hình, anh lại từ chối. Anh nói rằng phòng khám bệnh người nghèo Kiên Giang làm được nhiều điều y đức là vì mọi người tới đây hoàn toàn tự nguyện, không bị sự chi phối của đồng tiền và thị trường chữa bệnh. Ở đây, ta sẽ tìm thấy tình người qua hoạt động tự nguyện. Tình nhân ái của con người với nhau không phân biệt. Ai đến trước sẽ được khám trước. Người bệnh nặng, tàn tật, trẻ em sẽ được ưu tiên. Người đến sau ngồi chờ đến lượt mình. Mọi người làm việc bằng tấm lòng, sự tận tụy và thái độ trách nhiệm cao với bệnh nhân. Ngay cả sự sạch sẽ của phòng khám cũng là điều mà ta chỉ có thể tìm thấy ở những bệnh viện có chi phí điều trị lớn mà người nghèo không dám mơ đến. Dạ, thầy thấy cái bệnh nhân, cái bệnh viện này sáng tới giờ thiệt à, chị em tôi cứ bàn tính nhau nói bệnh viện. Từ thiện mà còn vui vẻ đón tiếp khách vậy là tôi cũng rất mừng lắm đó. Có một người chị kêu em đem đứa bé ra ngoài này, vì em ra ngoài này em cảm thấy vì các chị em trong hội từ thiện gì rất tận tình giúp đỡ, một là mấy chị nhận bệnh, hai là mấy cô bác sĩ trong phòng cũng rất là vui vẻ hỏi rõ ràng đặng trị bệnh cho các bà con cô bác. Rồi em hồi sáng tới giờ em lại đây em tưởng là bà chạy xe đã ôm là không có nhận bệnh. Rồi em mới hỏi bà con cô bác á, rồi với chị đồ nhận bệnh nó được, rồi em cũng vô em cũng khám bệnh luôn. Rồi thấy mấy chị đây cũng vui vẻ vô trọng, rồi mấy chị cũng hỏi bệnh tình của em. Rồi em mới xin cái đo mấy chị trọng cho cái đơn thuốc ra, xin thuốc, phát thuốc gì uống. Hoàn cảnh gia đình em nghèo quá à, không có tiền, rồi em cũng như nhà hai chồng đau hết trơn à. Rồi em mới kiếm thuốc nam đủ người bà, rồi nó ngay con nhỏ em này nè, nó mới về, nó mới đi khám ở ngoài này, nghe nói bác sĩ giỏi lắm. Thì nói là nó thôi chị ơi, giờ bữa nay chị đi ngoài này chị khám đi. Bác sĩ giỏi lắm, em uống thuốc ngoài em bệnh hoài mà không có hết. Rồi em đi ngoài uống thuốc có 3 bữa mà về em khỏe dữ lắm.
Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ hội, của những người thầy thuốc tự nguyện, phía sau đó là sự kết nối bao tấm lòng của các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp tuy nhỏ bé, nhưng tấm lòng thì thật bao la của người dân địa phương. Trong đó có cả sự đóng góp của những người buôn gánh bán bưng, từ vài ngàn cho đến vài chục ngàn đồng dành dụm được để duy trì cho hoạt động của phòng khám. Có thể nói, nếu không có sự tài trợ của các mạnh thường quân, thì phòng khám khó bề duy trì hoạt động dài hơi. Ông Trần Lam, Chủ tịch hội đã từng nói trong ngày khai trương phòng khám, cho ra đời phòng khám đã khó, duy trì cho nó hoạt động còn khó hơn rất nhiều. Phòng khám thường xuyên có từ 5 đến 7 bác sĩ trực khám các bệnh về nội khoa. Bệnh nhân sẽ được thăm khám, siêu âm, điện tâm đồ, xét nghiệm, v.v. Những trường hợp bệnh nặng, phòng khám sẽ gửi bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa của tỉnh, Bệnh viện Cổ phần Bình An để thực hiện các chẩn đoán kỹ thuật cao và cũng hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Đoàn Thanh Liêm, người đứng tên cho phòng khám của hội, đồng nghĩa với việc anh hy sinh quyền lợi riêng, không thể mở một phòng khám khác cho mình theo quy định của pháp luật về hành nghề y. Tôi cũng như các bác sĩ tình nguyện ở hai cơ sở lớn như là Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Bình An, ngoài cái công việc chính của mình làm việc ở bệnh viện, cũng có cố gắng dành một ít thời gian để đến đây tham gia cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và làm công tác khám miễn phí cho người nghèo, với một cái mong muốn là góp một phần cái công sức nhỏ bé của mình vào để mà làm giảm đi một phần nào cái nỗi đau khổ mà người nghèo chẳng may bị mắc phải khi ốm đau bệnh tật. Hoạt động của phòng khám ngày càng được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến thời điểm chúng tôi thực hiện bộ phim này, đã có hơn 60.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, với chi phí gần chục tỷ đồng. Phòng khám còn làm nhiệm vụ phát hiện bệnh lý cho những chương trình khác của hội như bệnh phụ khoa, bệnh tim bẩm sinh, và phát hiện những vấn đề về môi trường môi sinh ở cơ sở, qua đó đề đạt nguyện vọng của người dân đến các cấp chính quyền để nhà nước có những chính sách dân sinh phù hợp cho từng vùng. Hoặc thông qua việc khám bệnh, hội phát hiện những gia cảnh, những nguyện vọng thiết tha của người dân và trợ giúp họ trong chương trình giúp bệnh nhân nghèo khó khăn hay chương trình theo nguyện vọng của nhà tài trợ. Sau gần 4 năm hoạt động, phòng khám trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người dân nghèo Kiên Giang, kể cả những người dân nghèo khắp nơi trên đường mưu sinh không may gặp cảnh khó khăn, bệnh tật. Từ thực tiễn và hiệu quả hoạt động của phòng khám, hội đã ấp ủ những bước đi tiếp theo trong chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo mà Ban Thường vụ Hội và những nhà hảo tâm đang âm thầm chuẩn bị.